Mến chào toàn thể đồng bào nhân loại rất là quý mến. Bữa nay là 17 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Ở Mỹ giờ này là 7 giờ 28 phút sáng giờ Thái Bình Dương. Ở Việt Nam giờ này là 9 giờ 28 phút chiều tối giờ Sài Gòn Việt Nam. Thánh giống Di Lạc Phật Vương, vâng lệnh cha trời Thượng Đế toàn năng. Và đương nhiên có Phật Thích Ca, linh điển Phật Thích Ca có mặt ở đây để cùng nhau làm việc với Thánh giống. Thánh giống Di Lặc Phật Vương, sứ giả hòa bình của càn khôn, đạo trưởng thế giới và là vua Việt Nam. Tao làm gương cho tụi bay cái đám mà lãnh đạo của mỗi quốc gia, đám lãnh đạo tôn giáo. Đâu rồi Phật Thích Ca? Nó mất rồi. Phật Thích Ca linh điển đang có mặt ở đây. Và tại vì tụi em nhìn không thấy thôi. Đứa nào mà huệ nhãn mà sáng suốt thì nhìn thấy. Đây nè Phật Thích Ca nè. Hình màu gốc và hình chuyển là màu hồng đẹp không? Để thấy hình màu gốc không? Chắp tay cầu nguyện đó. Trình diện tao trên núi Tĩnh Tâm đó. Thượng Đế ra lệnh. Bởi vậy Phật Thích Ca gia nhập vào Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân loại từ ngày 5 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Thấy Phật Thích Ca chắp tay cầu nguyện không? Đẹp trai không? Chứ đâu phải như tụi bay mấy cái đứa mà giả bộ tu hành này kia rồi chắp tay Nam Mô Di Đà Phật này kia rồi hành sát rồi các cái. Tụi bay đi đâu vậy? Tụi bay kiếm ai vậy? Tụi bay tu cái gì? Tụi bay kiếm ai? Tu mà không thờ Thượng Đế là tụi bay tu cái gì? Tu dạo. Tu mà không thờ thiên thượng thì tôi phải thờ ai? Phật Thích Ca thờ thiên thượng. Thiên thượng là Thượng Đế đó. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là phải tôn thờ thiên thượng trước. Kế nữa là tôn trọng chúng sinh. Mà tôn trọng chúng sinh là phải tụi bay phải tôn trọng tụi bay nữa. Mà khi mà tôn trọng tụi bay là chính tụi bay không được khinh thường tụi bay không được lường gạt chính tụi bay không thể khinh thường người khác, tụi bay không thể lường gạt người khác. Duy ngã độc tôn. Duy là duy nhất, ngã là đường, là cách sống, tôn là tôn trọng quý mến cho nhau. Tôn trọng thiên hạ là cái gì? Thiên hạ chúng sinh. Cái đó là cái bài học mà phải chấp hành khi mà nói đến chuyện tu. Mà... nhân loại chúng ta đến quả địa cầu này chúng ta tội lỗi nhiều quá rồi, bây giờ phải tu chứ, tức là tu tâm sửa tánh đó. Thói hư tật xấu của mình đó. Nghe không? Thiên hạ duy ngã độc tôn. Thiên hạ chúng sinh cần phải tôn trọng với nhau. Và trước tiên là phải tôn trọng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tụi bay đâu có tôn trọng ai đâu. Tụi bay xạo. Tụi bay mẹ giống như cái bọn tự do quá trớn. Tụi bay giống như cái bọn độc tài. Tức là cái đám tự do quá trớn và đám cộng sản, tụi bay giống nhau hết á. Chỉ khác cái nhãn hiệu thôi. Rồi tụi bay, mấy đứa dây giả dạng tu hành. Tụi bay tu hành mà tụi bay không chấp hành sấm lệnh của Thượng Đế từ thời gian đến thời gian. Bởi vậy cha trời ngày buồn lắm. Buồn. Có lần Ngài tâm sự với tao, Ngài nói: con ơi, ta nhìn thế sự các con, ta buồn khủng khiếp. Cái nỗi buồn mà Ngài nói, Ngài buồn khủng khiếp. Tại vì nhân loại chúng ta tham lam, bon chen chụp giật bọc hốt, thói hư thật xấu. Thì thôi, đủ rồi, dư thừa tội ác rồi. Tụi bay muốn đứa nào bị muốn ước ao bị nhốt trở lại quan ngục đó, tụi bay nói tao nghe coi. Nói thiệt đi tụi bay, cái bọn thế lực ngầm, bọn tự do quá trớn và cái bọn cộng sản và cái bọn mẹ lãnh đạo tôn giáo tu hành tanh hù được cái, tụi bay đứa nào ước ao muốn bị nhốt trở lại quan ngục, nói thiệt tao nghe coi.
Quả ngục này nóng 5.000 độ và quả ngục nóng 50.000 độ. Lửa ở quả địa cầu nóng vài trăm độ à. Chịu không nổi rồi, mà quả ngục thì nóng 5.000 độ với 40-50.000 độ. Lửa xanh lửa đỏ ghê quá. Ớn không? Ớn chứ. Tụi bay mẹ đang trụ trì các chùa chiền am tự nhà thờ, tụi bay theo dõi chương trình, tụi bay ngồi giữa cột mà nghe, tụi bay sợ sợ mẹ teo giấy teo chim hết, và cái bọn lãnh đạo của mỗi quốc gia tụi bay cũng sợ teo giấy teo chim hết, và tụi bay cái bọn mẹ núp trong lùm trong bụi này kia đầu xảo trá lọc lừa thế lực ngầm lực nghiết rồi các cái, tụi bay sợ thế đều muốn teo giấy teo chim thợ sợ thất kinh hồn vía khi mà tao đưa hình ảnh này ra tụi bay nghiên cứu. Cái này ghê quá, ghê quá. Ông giống ông chụp những hình ảnh này ghê quá. Rõ ràng mà tao đâu nói dốc tụi bay đâu. Tao rảnh đâu mà nói dốc cho tụi bay. Hả? Nói tới lửa mà tao nói tới lửa. Bữa nay chương trình quan trọng lắm. Bởi vì cách đây mấy tiếng đồng hồ Thượng Đế cho xuất hồn, Ngài cho thấy ghê quá. Ngài dựng đầu dậy bắt ta phải làm chương trình. Ngài cho thấy là mấy có sẽ có những cái đứa mà lãnh đạo các quốc gia đó sẽ bị lôi hồn ra khỏi xác. Và trong đó có những cái đứa mà đang đóng vai lãnh đạo mẹ ban thường vụ Cộng sản, Tàu Cộng và Việt Cộng tụi bay á, sắp sửa sẽ có đứa bị lôi hồn ra khỏi xác, tức là chết á. Thì cái xuất hồn mình thấy cái điềm vậy tao cũng buồn, nỗi buồn man mác. Và bây giờ đó, lửa ở chính đường quan ngục, lửa đỏ rồi và lửa xanh. Nóng mẹ lửa đỏ dưới lòng đất, ở dưới lòng đất có quan ngục dưới, hồn hồn vía xác vía nhiều đứa đang bị nhốt ở dưới đông lắm, rồi quan ngục ở mặt trời nữa, quan ngục ở dưới lòng đất thì nóng gấp vài chục lần lửa lửa thường, mà lửa thường nè tao đưa nó lại vô nè, mà nóng quá giật ra chịu không nổi, lửa thường nè nóng quá, lửa quả ngục nó mình nóng gấp trăm lần lửa lửa thường, lửa lửa quả ngục ở mặt trời á hả, nóng mẹ 5.000 độ, còn lửa quả ngục ở các vì sao nóng 40-50.000 độ. Tụi bay chịu nổi không? Các em thấy lưng ngầm nhớ dịch cho sát nghĩa nha, tao không bao giờ làm tiếng Anh đâu. Tại vì tụi bay mẹ đa số tụi bay kỳ thị chủng tộc, giờ tao phải dạy dỗ tụi bay lại, mẹ tao mệt quá. Tụi bay nhớ dịch cho sát nghĩa, mấy em mấy cháu dịch nha, dịch cho sát nghĩa. Thế thì không có đứa nào mà muốn bị nhốt là quán ngục hết. Vậy thì phải nghe lời tao dạy bảo, bởi vì Thượng Đế bảo tao dạy tụi bay. Dạy cái gì mà dạy sấm lệnh của Thượng Đế, để Thượng Đế cứu, Thượng Đế cứu. Thế thì tụi em có biết Thượng Đế là ai chưa? Thượng Đế là Chúa Giêsu. Nhìn ánh mắt của Ngài, Ngài nhìn thẳng vào cửa sổ linh hồn của mình. Ngài nhìn thẳng vào cửa sổ linh hồn của mình. Đây là hình mẫu gốc. Nhìn nhìn ánh mắt của Ngài đó, nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngài. Nghe chưa? Ngài đang nói chuyện với tụi bay đó, mấy đứa cứng đầu cứng cổ, hống hách kiêu ngạo. Tụi bay nhìn vô, tụi bay có thấy gì không? Nhìn ánh mắt của Ngài đó. Ngài đang nhìn chầm chầm vào hồn vía, xác vía tụi bay, xương tủy, ốc này kia rồi các cái. Mẹ tinh khí, thần khí, cái giống đất gì của tụi bay, mẹ khí, khí khí dơ, khí đồ, khí quờ quạng, khí tham lam, khí xảo trá lọc lừa, khí cà chớn cà giật, hống hách kiêu ngạo, hung dữ ác độc. Ngài ngài đang nhìn tụi bay đó. Ngài nhìn tao luôn nữa. Mày mới ớn chứ bây giờ đâu. Nhìn ánh mắt của Ngài nè. Ngài nhìn chúng ta. Ngài nhìn hồn, nhìn vía, nhìn xác của chúng ta. Từ trong nhìn ra, từ ngoài nhìn vô.
Thượng Đế. Thượng Đế toàn năng. Ngài là Chúa Giêsu đó. Ngài hiện ra ngài phán bảo như thế đó. Tụi bay bọn lãnh đạo tôn giáo, tụi bay có đứa nào cần phản biện giờ lên đây nói chuyện với tao. Còn tụi bay mà tu hành tới đâu mà tụi bay mà đặt tắc yêu tắc quái là như tụi bay mà tu cao lắm nha, nghe không? Tụi bay mà gắn chức với nhau này kia rồi tụi bay mà hù dọa bá tánh. Tụi bay phạm tội quá, phạm tội quá. Nó nói mà Thượng Đế ngài nói, con ơi, ta nhìn thế sự các con, ta buồn khủng khiếp. Buồn. Bây giờ tận thế sát bên rồi. Tận thế đó. Thế giới nhân loại sắp sửa chấm dứt. Mà nhân loại chúng ta thì vẫn còn quơ quạng ngụp lặng. Thấy không? Nhất là cái đám mà giàu có không hết kiêu ngạo đầu cơ tích trữ. Thấy không? Quyền thế, quyền thế. Quyền thế thế giới cộng sản, quyền thế thế giới tự do, quyền thế thế giới lãnh đạo tôn giáo. Mẹ cái bản án của tụi bay á, không nghe lời tao dạy bảo, chấp hành khẩn cấp là tụi bay sẽ bị nhốt ra lời ở quả ngục. Lửa nóng 5.000 độ hoặc là 40-50.000 độ. Nóng gấp trăm, gấp ngàn lần lửa thường. Mà cái chết đau đớn nhất của tất cả các cái chết là chết cháy. Đó là đi lặp lại. Và rồi cách đây mấy tiếng đồng hồ Thượng Đế cho sức hồn thì ngài cho thấy vậy đó. Thấy có mấy đứa lãnh đạo của thế giới tự do và mấy đứa lãnh đạo của thế giới cộng sản bị lôi hồn ra khỏi xác. Chết á, bị lôi hồn ra khỏi xác. Mà trong đó có cái đám lãnh đạo mẹ giật cộng tụi bay. Cẩn trọng. Thế thì bây giờ làm sao mà để vượt qua những cái sự việc đó? Bởi vậy Thượng Đế mới dựng đầu tao dậy bảo tao phải làm chương trình. Chứ tao đang ngủ ngon lắm. Ngủ ngon quá. Mà Thượng Đế dựng đầu dậy, ngài nói con phải dậy làm chương trình. Bây giờ làm sao, mấy em làm sao để mà khỏi bị lôi hồn ra khỏi xác? Lãnh đạo thế giới tự do và lãnh đạo các tôn giáo và lãnh đạo thế giới cộng sản. Tụi bay còn 4-5 nước cộng sản vậy đó. Hậu Nga cộng. Thấy không? Rồi Tàu cộng, Bắc Hàn và Việt cộng. Việt cộng tụi bay thì tụi bay là cái đám cắt kè, biến dạng, thấy không? Biến dạng. Cuốn theo chiều gió, cỡ nào nó cũng biến dạng hết. Tụi bay chỉ lo cộng tài sản, chứ tụi bay chỉ cộng giống đất gì. Tụi bay lý tưởng cái gì. Tụi bay bị mấy bọn thế lực ngầm nó gài bẫy. Tụi bay bị mấy con Tàu cộng, Nga cộng nó gài bẫy. Sụp bẫy hết. Cái bọn lãnh đạo tụi bay á. Lãnh đạo cộng sản. Mà bây giờ Thượng Đế bảo tao dạy dỗ con cháu và những cái thằng, những con mà nó gài bẫy tụi bay bấy lâu nay. Thượng Đế bảo tao lãnh đạo dạy dỗ bọn Tàu cộng, dạy dỗ bọn Nga cộng, dạy dỗ bọn Mỹ Đế, dạy dỗ bọn mẹ cường quốc. Thượng Đế bảo tao dạy dỗ tụi nó. Chứ không phải đây chỉ có dạy dỗ tụi bay. Dạy dỗ tụi bay là cái chắc rồi đó. Mà là dạy dỗ luôn tụi nó nữa. Tụi nó đang theo dõi chương trình đó. Chương trình chúng ta là hiện tại bây giờ là bao nhiêu trăm ngàn người theo dõi trực tiếp. Tụi thế giới ngầm này xin phép kéo 4 hàng số xuống. Kệ đó. Chuyện của tụi nó sẽ trả lời với Thượng Đế, không mắc mớ gì tao đó. Đường trần ai việc làm, Thượng Đế ra lệnh tao làm thì tao phải làm, tại vì Thượng Đế ra lệnh không làm không được. Tụi bay chưa có đứa nào được gặp ông trời giữa ban ngày nữa. Tụi bay nhiều khi tụi bay tránh né chuyện này chuyện nọ, bổn phận và trách nhiệm là các cái, không tụi bay lo tham nhũng hối lộ, mẹ lo đầu cơ tích trữ bon chen chụp giật bốc khốt, ăn cướp ăn giật có giấy tờ. Cái đám đầu cơ tích trữ thế lực ngầm khắp nơi qua địa cầu, tao nói vậy có đúng không? Và cái đám tự do quá trớn, và cái đám cộng sản tụi bay, tao nói vậy có đúng không? Lãnh đạo. Và cái đám lãnh đạo tôn giáo này kia rồi cái. Thấy tụi nó bị lôi hồn ra khỏi xác. Bị lôi hồn ra khỏi xác.
tức là chết rồi. Mà trong đó có mấy đứa em lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tụi bay nữa. Cái đám đang tại chức và cái đám đã về hưu. Nhìn con mắt tao nè, tao không nói dốc tụi bay đâu. Thượng Đế cho xuất hồn thấy vậy đó. Và ngày dựng đầu tao dậy bắt tao phải làm chương trình. Tao nhìn ba máy nè. Ba máy, cái máy quay chính. Và hai cái điện thoại kia rồi các cái. Thượng Đế cho xuất hồn, Ngài cho thấy mấy đứa tụi bay bị lôi hồn ra khỏi xác. Tao thấy tội nghiệp quá mà tao đổ mồ hôi hột luôn. Thượng Đế với Cha Trời, Thượng Đế toàn năng dựng đầu tao vậy. Tao còn ngỡ ngàng nữa, tại vì giấc mơ thấy mà kinh hoàng quá. Thấy tội nghiệp tụi bay. Tao cứ ngỡ rằng chắc này chắc cái mơ quyền mờ mơ hồ thôi chứ không phải là xuất hồn. Tao mới nhéo tao một cái. Cái này thiệt, nhéo đau quá. Chút xíu rồi xéo mày nhéo lộn trứng giấy rồi đau nữa. Mày đau quá. Ơ chết cha, cái này thiệt rồi. Thôi vậy. Cha Trời nó dậy làm chương trình con ơi. Vậy ta lục đục uống ly cà phê đó rồi đó. Đó rồi nấu cháo đậu xanh được kìa. Mà tao chưa có thời giờ ăn cơm chiều hôm qua nữa. Thượng Đế cho ngủ được thì mừng lắm. Tại vì thiếu ngủ. Làm việc thế cho tụi em á. Cái đám lãnh đạo tự do quá trớn. Lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo cộng sản tụi bay á. Tụi bay với cái đám mà tự do quá trớn tụi bay giống nhau lắm. Tham lam. Tao nói vô có đúng không? Cái bọn lãnh đạo Việt Cộng, gì Tàu Cộng, gì đó nè tụi bay. Và các cường quốc cái giống đất gì của tụi bay á. Nhớ dịch cho nhiều thứ tiếng nha, sát nghĩa nha. Đứa nào hiểu tới thì tốt chứ đứa đó. Đứa nào hiểu chưa tới thì cứ nghĩ đây là một vở kịch. Mà vở kịch này nè, mẹ tụi bay nghĩ đây là vở kịch, mẹ vở kịch cười ra nước mắt đó. Bởi vì đây không phải là vở kịch. Đây là thiệt. Chúng ta đang sống mà. Đang sống nhân răng mà đúng không? Sự hiện hữu của mỗi chúng ta không thể nào nói là không có. Các em nhân loại là con cái của Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Hãy sống cho xứng đáng là con cái của Thượng Đế toàn năng. Được làm kiếp con người vinh hạnh lắm. Tụi bay, đa số tụi bay chưa hiểu nghe tiếng con vật nó nói chuyện. Tao nhìn cặp mắt con vật và tao nghe cái tiếng nói tụi nó tao hiểu. Tụi bay biết hầu hết những con vật nó nhìn con người, tụi nó nghĩ gì, tụi nó nói gì, tụi bay có biết không? Tụi bay có hiểu tiếng tụi nó không? Tụi bay có nhìn thấy cái hồn của nó qua cái ánh mắt của tụi nó không? Khi mà tụi bay nhìn những con vật á. Mấy con vật nó nhìn con người á. Mấy con vật đó, nó buồn lắm. Trong bụng nó chửi thề nè. Nó mẹ nó. Tụi nó làm kiếp con người. Diễm phúc quá. Mình làm kiếp con vật. Tụi bay để ý nhìn cặp mắt của những con vật á. Thỉnh thoảng nghe tiếng nói của nó. Để được hiểu á, tụi bay cầu nguyện với Cha Trời Thượng, cầu nguyện với Cha Trời Thượng Đế toàn năng, niệm danh Giêsu Maria Giuse, tức là đạo giải thoát á, đạo mà thông á, thông suốt sáng suốt á. Niệm danh Giêsu Maria Giuse, xin soi sáng cho con nghe được, hiểu được cái tiếng nói của con vật và nhìn cặp mắt cửa sổ linh hồn của những con vật á. Nhiều khi tụi nó biến lười biến nói. Nó lười nói chuyện với con người mệt. Tụi nó ngu lắm. Nó nói chuyện mà cặp mắt. Tụi bay biết nó nói gì không? Nó nói mẹ cái đám con người nó ngu quá. Diễm phúc làm con người mà tụi nó không sống xứng đáng là con người, là con cái của Thượng Đế, được làm kiếp con người. Tụi nó không xứng đáng được sống. Sống mà không nghe lời Thượng Đế. Mẹ nó, tụi này nó ngu quá. Đó. Tất cả những con vật á,
nó nhìn con người nó nói vậy đó. Vấn đề ở đây là thầy hầu hết chúng ta chưa hiểu, bởi vì chúng ta còn tối nước lắm. Quay trở lại về cái đề tài ngày hôm nay là Thánh Giống Di Lặc Phật Vương, Di Lặc Vương đó, và chú em Phật Thích Ca. Vâng lệnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cảnh báo về tận thế đang đến sát một bên, và đương nhiên cảnh cáo về biến lớn, biến thiên đang đến và lần lượt xảy ra để thanh lọc quả địa cầu và sàng lọc nhân loại. Những đứa nào mà ác độc, hung dữ, tham lam, giờ đây không thực sự sám hối là sẽ bị loại ra và sẽ bị nhốt trở lại quả ngục, chín tầng quả ngục. Thì một trong chín tầng quả ngục à, mà tầng nào cũng nóng từ 1000 độ trở lên. Thế thì nhân loại chúng ta, các em, đứa nào mà hung dữ, ác độc, tự do quá trơn, độc tài, lãnh đạo tôn giáo, tu hành giả dối, và những đứa đầu cơ tích trữ, và những đứa mà hung dữ ác độc, hở ra là đàn áp người này, đàn áp người kia, quýnh đập người nọ, bắn giết người này, chặt chém người kia, lụi người nọ, đâm người này, các cái sám hối gấp. Nếu mà tụi bay còn sống nhăn răng, mẹ kỳ này tụi bay không sám hối là tụi bay sẽ bị nhốt trở lại đây nè. Nhớ dịch cho sát nghĩa nha, tao không làm cái đường anh đâu. Bởi vì tụi bay mẹ đa số cái đám cường quốc tụi bay kỳ thị chúng tập. Mẹ tao thì tao không làm tiếng Anh đó. Khi nào thượng đế bắt buộc tao phải làm, bữa nào người nói con phải làm chương trình tiếng Anh, không phải là tao phạt con ngồi 10 tiếng đồng hồ. Lúc đó là thượng đế con làm, chứ thật sự tao chán tụi bay lắm. Cái đám mẹ tụi bay cho là tụi bay cường quốc này kia đâu. Rồi cho tụi bay kỳ thị chủng tộc, tụi bay coi thường nước này nước nọ, thấy không? Nhất là tụi bay cho rằng những nước ngược tiểu không xứng đáng, kêu bằng ngang hàng với tụi bay. Và tụi bay mẹ 4-5 thế kỷ trở lại đây, tụi bay không bao giờ nhắc nhở đến cái chuyện mà thủy tổ loài người, ông Adam và bà Eva. Bởi vì tụi bay cái đám mà kỳ thị chủng tộc, tụi bay cho là tụi bay là dân thuộc thành phần thượng đẳng, tụi bay coi thường những giống dân khác trên quả địa cầu. Và trong cái đó tụi bay cũng là gốc con cháu chích. Chích chứ không phải là chót nha. Đây không phải là mẹ chích chót rồi. Con cháu chắc rồi các cái của tổ tiên thủy tổ loài người là ông Adam và bà Eva. Thì hiện nay nhân loại có trên dưới 8 tỷ đứa là con cái của ông Adam và bà Eva. Mà thượng đế thì tác tạo ra ông Adam và bà Eva làm kiếp con người. Thấy không? Ông bà là đầu tiên có mặt thiên đàng tại thế ở quả địa cầu này đó. Thế thì tụi bay mẹ cái đám kỳ thị chủng tộc, tụi bay tao không biết tụi bay kỳ thị cái gì nữa. Tụi bay kỳ thị chủng tộc chẳng khác nào tụi bay lấy cái búa tụi bay mẹ kéo trứng giái ra, tụi bay mẹ đưa lên tấm thớt, tụi bay lấy cái búa tụi đập trứng giái tụi bay vậy đó. Tụi bay ngu quá. Mày ngu gì vừa thôi để người khác ngu với ra đúng không? Bây giờ mấy con vật nó nhìn tụi bay, nó nói mày tụi bay ngu quá. Mấy con vật nó nhìn nhân loại, nó nói đám nhân loại thì tụi nó ngu thiệt. Mấy con vật á, nhất là mấy con vật mà xấu xí á, nó buồn mà nó hối tiếc gì đâu, nó xấu xí. Ví dụ như con cá sấu này kia rồi cái, hay là mấy con dòi bọ rồi, không giờ nó xấu lắm, con dòi đó, thấy không? Nó buồn lắm, nhìn con người đó, nó cảm nhận con người đó, nó nói con người diễm phúc quá mà sống không xứng đáng làm con người, còn tụi nó đóng kiếp con vật, nó buồn, buồn tủi thân. Nó không nói, lâu lâu nó la, thấy không? Nó la thành tiếng. À, nhưng mà thượng đế soi sáng ban thiên điển cho tao hiểu tụi nó.
cũng như tôi nhìn ánh mắt tụi nó, tao hiểu tụi nó nói gì. Thỉnh thoảng tao gặp mấy con ngựa đó, mấy ngựa nhìn tao tức lắm, nó nói mẹ ông cỡ tôi mẹ, ông cỡ tôi mẹ nhiều lần lắm á, ông cỡ tụi tôi nhiều lần lắm, ông xung trận muốn giặc cùng càn khôn, ông giữ trật tự an ninh cùng càn khôn, ông cỡ tụi tôi nhiều lắm á, ông mẹ diễm phúc lắm cho ông biết á, nghe không? Nhớ ông phải làm việc của thượng đế đàng hoàng chứ mấy mà tôi đá ông á. Mỗi lần tôi nhìn mấy con ngựa nó nhìn tao, nó nói bằng cặp mắt quay nhìn, nó nói mẹ ông diễm phúc lắm á. Mà nó còn nó cảnh cáo tôi nữa mà, nó ông mà quờ quạng ông không vâng lệnh thượng đế mà tụi tôi đá ông á, mà ghê vậy đó. Tôi nói, chuyện đâu còn có đó mày, tụi bay gì đâu mà tụi bay làm gì vậy mẹ tao. Thấy không, trời kêu anh ấy dạy mà tao đâu có muốn cởi tụi bay đâu, thấy không? Thiên mã. Nói nữa không đó. Để hồi đi chú giống cho coi cái hình thiên mã. Bây giờ quay lại cái vấn đề mà từng đấy ơi, điên lớn đang đến, ngài cảnh báo rầm rộ hạ rầm bao nhiêu năm nay mà mấy cái đứa mà đóng vai mẹ lãnh đạo các quốc gia và mấy cái đứa mà đóng vai lãnh đạo những túi tham không đáy, tụi nó chưa chịu chấp hành để cho quý thần thiên nhiên buộc lòng phải làm việc ráo riết, và với cái đà mà ù lì bê trễ này nữa thì thủy thần sẽ xuống đáy một cách kinh hoàng khốc liệt, thì sẽ có nhiều ngàn đập nước nó sập và sẽ có những nơi mà nước nó ngập mẹ nó dâng lên tới mây luôn, ghê rợn quá thượng đế ơi. Ngài bảo con cảnh cáo cảnh báo chúng nó mà chúng nó u lì bê trễ, và sắp tới đây chính vì cái sự ù lì bê trễ của chúng nó thì cách đây mấy tiếng đồng hồ ngài cho con xuất hồn, ngài ngài cho thấy là ngài ra lệnh cho thiên sứ lôi hồn một số chúng nó ra khỏi xác. Để mà cảnh cáo những đứa còn sống sót. Thì trong số mấy đứa mà bị lôi hồn, trong đó có mấy đứa mà lãnh đạo Cộng sản ở Việt Nam. Con người Việt Nam không có cái chuyện mà mẹ lãnh đạo Cộng sản. Dân Việt Nam mình dân thuần tí là không có tham lam nhiều đâu, tham lam chút chút gì vừa thôi, đủ sống là nhàn rồi, chứ không phải là quá tham lam. Nhưng mà mấy thằng em thấy được ngầm, mấy thằng Nga cộng rồi cái mấy thằng kêu bằng cái bọn mà con buôn thế giới, mấy thằng em đó, mấy đứa thì nó tham lam lắm, nó lây lây bệnh cho dân dân Việt Nam. Bây giờ có nhiều đứa đóng vai lãnh đạo tham lam quá, và sắp tới đây thì tụi nó bị lôi hồn ra khỏi xác, ngài cho con thấy cái cảnh đó. Không biết làm sao vậy.
Thượng đế ơi, bây giờ có cách nào để con nhắc nhở tụi nó mà cho tụi nó nghe lời. Cầu nguyện từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam, cùng lúc thu xếp đón con về nước khẩn cấp. Chấp hành sấm lệnh của Ngài, trao trả quyền lãnh đạo đất nước để con làm việc cùng đồng bào khẩn cấp. Thì mới có thể tránh được những cái sự việc mà những biến lớn kinh hoàng đang đang đến, kêu bằng sẽ gây thiệt hại ghê rợn lắm. Và những cái đứa mà sắp sửa bị lôi hồn ra khỏi xác đó, có thể thoát nạn kỳ này, nhưng mà trễ nải quá rồi, chắc chắn sẽ có vài đứa, năm ba đứa vậy đó, trong những ngày sắp tới đó, sẽ bị xử trước để mà làm gương. Thượng đế cho thấy rõ, thấy bị tụi nó bị lôi hồn ra khỏi xác chết, thấy rõ ràng luôn, sức hồn mà đổ mà học luôn, lo lắng. Mẹ nó giật mình thức dậy, mặt mày như khỉ ăn ớt vậy đó, cầu nguyện tâm sự với cha trời thượng đế toàn năng, nói con bắt buộc phải lên chương trình, có phải vậy không thượng đế? Ngài nói đúng vậy con phải lên chương trình. Thì chú giống mới nói vậy thì con lên chương trình chừng 1-2 tiếng đồng hồ thôi nha. Thì thượng đế nói thì con cứ lên chương trình đi, tại sao mà con cứ ngồi nhằn làm gì, con mệt thì ta bổ sức cho con, có đâu gì đâu. Con trao trả linh hồn thể xác của con lại cho ta rồi mà, tại sao con phải lo lắng vậy? Thì lúc đó chú giống nói con quên cái chuyện đó. Tại vì nếu mà con không trao trả linh hồn và thể xác của con lại cho Ngài thì con chết lâu rồi. À, tội ác mà con mà ham mê thích muốn đủ thứ dính vào không? Rồi bọn thế lực ngầm nó tìm cách nó mua chuộc con nữa thì thôi, giờ này chắc con chết lâu rồi. Và rồi nếu mà nó mua chuộc không được rồi, kể như là nó thịt con, thủ tiêu con, chết lâu rồi. Cũng may là con khôn hồn, con trao trả thể xác và linh hồn của con lại cho Ngài, để Ngài làm gì đó Ngài làm, Ngài bảo vệ con mọi nơi mọi lúc, chứ không phải là con chết lâu rồi. Đúng rồi, con quên quên xém quên chuyện đó. Thì thôi vậy thì con lên chương trình. Thấy mấy đứa đang sống khỏe mạnh như vậy nè, đùng cái nó chết. Mấy đứa mà lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo tôn giáo rồi đó, lãnh đạo đó nha, thành phần lãnh đạo đó. Lãnh đạo, nghe chữ lãnh đạo ghê quá, lãnh đạo những túi tham không đáy, mà nói thì giọng thằng Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, lãnh đạo là phải dân Bắc Kỳ, miền phải dân miền Bắc giỏi lý luận thì mới lãnh đạo được. Đạo Nguyễn Trọng, tao cho mày biết, tao thỉnh thoảng tao nhắc nhở, nhưng thỉnh thoảng tao nhắc nhở, tao can ngăn để cho mày sống tới bây giờ đó mày, có lý do đó. Nhưng mà từ nay tới đi mày liệu mày giữ hồn, mày phải họp trung ương một cách mạnh mẽ, tuyên bố thu xếp với đồng bào đón vua Việt Nam Di Lặc Phật Vương về nước khẩn cấp. Không có không không còn mất thời giờ cù cưa cù nhằn,
băng đảng tranh tranh giành quyền lực gì nữa. Mày sắp chết rồi. Và tụi bay mẹ mấy đứa nào vẫn còn tranh giành quyền lực để mà kêu bằng tranh giành miếng ăn, tụi bay phải chấm dứt. Tụi bay lo lập công chuộc tội, bởi vì tội tụi bay gây gây ra quá là khủng khiếp. Tụi bay mà không nghe lời tao dạy bảo ngày hôm nay là trong đám tụi bay sẽ có đứa chết. Thượng đế cho thấy rõ lắm, trong đám tụi bay đó bị lôi hồn ra khỏi xác. Tao tội nghiệp tụi bay mà tao mẹ đổ mồ hôi hột, mẹ nhốt ở đây làm sao chịu nổi. Quả ngục, những cái vì sao mà lửa xanh như vậy là lửa nóng 40.000-50.000 độ, còn ở mặt trời thì khoảng 5.000 độ, còn lửa quả ngục ở dưới lòng đất 500-700 độ, 1.000 độ, nhưng mà ở mặt trời thì 5.000 độ quả ngục. Ở các vì sao khác có những vì sao 40.000-50.000 độ, nóng xanh như vậy này, đây này, rên xiết khóc lóc được cái. Đa số cái bọn lãnh đạo thế thế lực ngầm, lãnh đạo tự do quá trớn, lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo cộng sản tụi bay là bị nhốt chung với nhau ở chính tầng quả ngục, nóng kinh hoàng chính tầng quả ngục. Trong đó cái bản án của thằng Trần Phú, Trần Phú là cái thằng tổng tổng bí thư cộng sản Việt Nam đầu tiên hả, bản án của nó nhẹ là bởi vì thằng đó bị lường gạt, và tụi bay mày chiếm danh này, kêu mày chiếm quyền này các cái rồi không, rồi là chỉ điểm để cho Pháp nó bắt không, rồi sau đó là nó cho nó cấy mà xin tử phù rồi bị ung thư phổi chết luôn. Trần Phú á, thằng tổng tổng bí thư hả, cộng sản Việt Nam đầu tiên hả, thằng đó tội nhẹ tại vì nó bị gạt chứ nó không có bị gài bẫy chơi gái rồi hút á phiện rồi quay phim giống như thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung này kia, rồi với cái đám đàn em của nó. Và nhắc tới nó hồi từ quả ngục đó, Thánh Giống ơi làm ơn lãnh tụi em ra, quả ngục nóng quá Thánh Giống ơi. Tụi bay mẹ than van khóc lóc hoài nè, để tao coi coi không chừng tao lãnh tụi bay ra ngày hôm nay à, lãnh tụi bay ra để cho tụi bay mẹ làm việc, lãnh tụi bay ra rồi là tao sắp xếp với anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng hai miền Nam Bắc Việt Nam Cộng Hòa và quân đội nhân dân và quân đội mặt trận giải phóng miền Nam, những chiến sĩ mà trận vong mẹ di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thượng đế toàn năng ngài cho tập hợp lại mà phụ trợ tao làm việc và dẫn dắt tụi bay mẹ về Việt Nam để cho tụi bay giải quyết cái đàn em tụi bay, để coi coi tụi bay van xin đó, nhưng mà để coi coi, nhưng mà tụi bay về cho tụi bay về Việt Nam theo tụi bay làm chứng thôi, nhưng mà anh hùng chiến sĩ Linh Thiêng Việt Nam Cộng Hòa đại diện tao để mà lãnh tụi bay từ quả ngục, và cũng như là anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đại diện cho chiến sĩ trận vong quân đội nhân dân miền Bắc và chiến sĩ mặt trận giải phóng miền Nam đã bị chết oan uổng vì cái bọn cộng sản mẹ lãnh đạo, bị bọn thế là ngầm nó gài bẫy, nó lường gạt mấy người đó, những cái bằng chiến sĩ mà trận vong Linh Thiêng đó là xử xử đàn em tụi bay còn sống nhăng răng, chứ tụi bay mẹ mẹ Hồ Chí Minh này kia rồi cái Phạm Văn Đồng, Lê Dũng rồi mẹ gì đó gì Võ Nguyên Giáp này kia rồi tụi bay chỉ có đi theo để mà chém về, để tụi bay mẹ nhắc nhở đàn em tụi bay hù dọa tụi nó thôi, tụi bay đâu lấy tư cách gì mà tụi bay xử ai, tụi bay đang thọ án nữa mà. Chú Giống đang nói chuyện với tụi nó ở ở quả ngục á, tụi nó đang khóc lóc nữa. Thanh Giống ơi ngài làm ơn lãnh tụi em ra,
Phút nào hay phút nấy, nóng quá Thanh Nhóng ơi. Ờ để thôi đó, coi cuối chương trình nhiều khi tao coi tao bàn với anh Hùng Chiến sĩ Linh Thiêng coi như thế nào, tao cho biết sao. Bây đừng có càm ràm nó lải nhải, tao mệt quá đó, nó khóc lóc ở dưới, nóng quá, quả ngục nóng quá, tụi nó quýnh đập với nhau thường xuyên nữa. Cái đám mà Việt Cộng đó, mẹ lãnh đạo bởi thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung bị giam quả ngục đông lắm. Rồi tụi nó quýnh lộn với cái đám mẹ Tào Cộng, Mao Si Thông này kia, rồi Chu Ân Lai này kia, rồi cái đám Tào Cộng lãnh đạo, Tào Cộng nó cũng bị nhốt chung ở Tần Thứ Chín. Rồi cái đám mà lãnh đạo Cao Mác Lênin Stalin tụi Nga cũng bị nhốt chung ở Tần Thứ Chín. Rồi cái đám mà lãnh đạo mẹ Tự Do Quá Trớn và cái bọn thế lực ngầm cũng bị nhốt chung ở Tần Thứ Chín, tụi nó quýnh đập với nhau thường xuyên ở dưới quả ngục. Bây giờ quay lại cái vấn đề làm sao để mà sự thiệt hại giảm tối đa, cái đó là cái vấn đề làm sao để cái sự thiệt hại giảm tối đa, nói riêng về đất nước Việt Nam, đồng bào bằng mọi cách copy cho được hình ảnh của Thượng Đế, tránh xa những ham mê thích muốn hưởng thụ, những cái gì mà ham mê thích và muốn phải tránh xa, sống cho những gì cần thôi, và nhớ không có làm biếng như mấy thằng trọc tối ngày cái lường gạt bá tánh xin ăn, và tránh xa tất cả các nhà thờ chùa chiền am tự, nơi nào mà không để hình ảnh của Thượng Đế cầu nguyện với Thượng Đế thì tránh xa. Đây là lệnh của Thượng Đế bảo chú giống nhắc nhở. Thời cuối thế giới nhân loại phải thể hiện lòng thành kính tôn thờ Thượng Đế mọi nơi mọi lúc, dùng cái bản thể của mình tôn thờ Ngài, linh hồn của mình tôn thờ Ngài mọi nơi mọi lúc, ở nơi mình đang ở, nơi mình đang đi, đang nằm, phải không, đang làm việc, chứ không phải là nơi nhà thờ chùa chiền am tự, mà trong người đó tụi nó chưa có đứa nào chấp hành hết. Lãnh đạo của các chùa chiền am tự nhà thờ khắp nơi trên quả địa cầu, tụi nó chưa có đứa nào danh chính ngôn thuận chấp hành một cách quang minh chính trực. Sấm lệnh mới của Thượng Đế tụi nó chưa chấp hành. Thành ra đồng bào nhân loại hãy lo cái phần vụ của mình, đặc biệt nói riêng về đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam mà Thượng Đế đã chọn và ban cho chúng ta được biết trước, được lãnh nhận trước hồng ân giải thoát, hồng ân cứu rỗi của Thượng Đế ban cho, thì chúng ta làm liền, đừng có chờ đợi. Copy cho được hình ảnh của Ngài, cầu nguyện với Ngài. Tránh xa những ham mê thích muốn. Bốn cái thứ đó phải tránh xa. Và sống cho những gì cần thiết. Cần biết Thượng Đế là ai, cầu nguyện với Ngài. Thượng Đế là thiên thượng, đứng mà cậu em Phật Thích Ca tôn thờ, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là thế đó, là phải tôn thờ Ngài trước, tôn thờ Thượng Đế trước. Cái nữa là tôn trọng chúng sinh. Hình một gốc linh điển Phật Thích Ca có mặt ở đây. Phật Thích Ca nhắn nhủ Phật tử. Đây nè. Người Việt Nam
cần phải có hình ảnh của Thượng Đế và cầu nguyện với Ngài thì mới có thể vượt qua những khó khăn kinh hoàng khốc liệt kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Rất là kinh hoàng khốc liệt, bởi vì đây là thời cuối của thế giới nhân loại. Các em dịch cho nhiều thứ tiếng, nhớ dịch cho sát nghĩa nha. Tao không thể giờ làm chương trình tiếng Anh. Thượng đế ngài mới nói chuyện với tao rồi, nói con có thể từ cuối chương trình con làm chương trình tiếng Anh ngắn gọn. Nhưng mà cái chuyện đó là chú giống đang cũng van xin Thượng Đế cho tao miễn làm chương trình tiếng Anh. Mà tiếng Anh tao cũng đâu có giỏi đâu, nói vừa đủ hiểu thôi. Mà cái bọn tụi bay, cái bọn mẹ cường quốc, tụi bay kỳ thị chủng tộc, thành ra tao quê độ. Tao không thiết tha gì nói chương trình bằng tiếng Anh hết. Thì đó, nếu mà Thượng Đế bằng lòng cho tao miễn làm chương trình tiếng Anh ngày hôm nay thì tụi bay cũng có người dịch, thấy không? Đâu có gì mà, đúng không? Nhưng mà tại sao Thượng Đế bảo tao làm chương trình tiếng Anh là để gì? Để làm chứng, để cho những cái đứa em nghe được tiếng Anh đó, thấy không? Vậy thôi. Chứ thật sự là Thượng Đế cha chúng ta đó, đứng toàn năng đó, Ngài rất là chán ngán tụi bay, cái bọn mà kỳ thị chủng tộc. Anh ông Na là cái bọn cường quốc. Tụi bay cường quốc với ai? Tụi bay cường quốc với ông trời. Làm sao mà tụi bay mẹ qua mặt ông trời được? Tụi bay, tại vì tụi bay ngu, tụi bay mới kỳ thị chủng tộc. Tụi bay kỳ thị chính anh em ruột thịt của tụi bay. Bởi vì tất cả nhân loại là con cái của Adam và Eva, tỷ tổ loài người. Tụi bay chỉ là những đứa tham lam, bay coi thường người khác. Trong vòng 4 thế kỷ trở lại đây, tụi bay không bao giờ nhắc nhở đến thủy tổ loài người. Tại vì tụi bay kỳ thị chúng tộc. Bởi vì nói tụi bay mà tao chán, chán ơi là chán. Thì bây giờ người Việt Nam chúng ta thì đó, phải cầu nguyện từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam. Và chú giống nhắc nhở nhớ nha tụi bay, mẹ đứa nào mà ngăn cản chương trình á, cũng như ngăn cản đồng bào mà phân phát hồng ân giải thoát của Thượng Đế ban cho nhân loại đó, từ văn phòng hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại do Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương đại diện Thượng Đế toàn năng lãnh đạo dạy bảo, bất cứ đứa nào ngăn cản đứa đó sẽ bị phạt không chậm trễ luôn. Chú giống nói trước á, tao không có can ngăn được nữa. Thì đó là cái cách mà để cho dân tộc Việt Nam chúng ta giảm thiệt hại nặng nề, cũng như là giảm thiệt hại của cải vật chất. Bởi vì sắp tới thì thôi, kinh hoàng lắm, kinh hoàng lắm. Thủy thần sẽ xuống nái. Thủy thần á sẽ có lũ lụt kinh hoàng ghê rợn lắm. Thần Tàu Cộng mà nó cà rê thì Thượng Đế toàn năng Ngài buộc lòng phải trẻ Tàu Cộng ra làm năm làm bảy. Và Ngài Thượng Đế toàn năng đó, Ngài cần khai thông cửu long mạch từ Hy Mã Lạp Sơn xuống tới Việt Nam rồi chảy ra biển, thành ra sẽ có lũ lụt. Trễ nải hết rồi. Ngày xưa đó, chàng Noe đó cảnh cáo nhân loại mẹ trên 100 năm, tức là tay Noe đó đóng cái chiếc thuyền lớn đó, chiếc thuyền bự chào bá đó, trên khoảng 100 năm mới đóng xong. Thì
khi mà Thượng Đế hiện ra bảo bảo ông Noe cảnh cáo nhân loại vào thời đó đó, tại vì nhân loại thời đó tội lỗi mẹ cũng giống như bây giờ vậy nè, mà bây giờ nhân loại tội lỗi còn kinh hoàng hơn ngày thời đó nữa. Thì từ lúc mà Thượng Đế hiện ra với ông Noe rồi kêu ông Noe mà cảnh cáo nhân loại vào thời đó, thì cho đến trận đại hồng thủy xảy ra thì khoảng 100 năm. Bởi vì ông Noe ông đóng chiếc tàu đó cả 100 năm mới xong. Mà ngày xưa đó cái bầu khí quyển thì nó sạch, nhân loại sống tới 1.000 tuổi, cái chuyện đó có. Mà Thượng Đế cho Noe cảnh cáo nhân loại 100 năm, tức là 1/10 thời gian một đời người vào khoảng thời gian đó. Mà giờ này nhân loại sống nhiều lắm là 100 năm, đúng không? Mà Thượng Đế Toàn Năng cho tao mẹ cảnh cáo nhắc nhở nhân loại từ năm 1984 cho đến bây giờ, tháng 8 năm nay là 40 năm rồi. Có nghĩa rằng là Thượng Đế đã cho nhân loại quá nhiều thời gian so với ngày xưa. Vì thế tận thế là sát bên rồi. Ngài sàng lọc bầu khí quyển quả địa cầu, ngài sàng lọc mặt đất, ngài sàng lọc những dòng sông, biển nước, biển hồ, ngài sàng lọc chuẩn bị cho thiên đàng tại thế. Và những đứa con gian ác thì thôi, không sám hối thì kỳ này là sẽ bị nhốt trở lại quả ngục. Và sắp tới đây thì trong cái đám lãnh đạo các quốc gia, trong đó nó có cái đám cộng sản tụi bay nữa, sẽ bị lôi hồn ra khỏi xác. Đế cho tao biết mẹ đứa nào nữa, nhưng mà tao không nói ra. Tao không cần nói ra. Nói ra buồn. Người ta chỉ cầu nguyện cho tụi bay thôi. Cũng như đồng bào Việt Nam chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Tưởng tượng người thân mình bị nhốt trở lại quả ngục mà hàng ngàn, hàng triệu năm. Mà lửa nóng nhiều ngàn độ, nó khổ lắm. Mà tất cả nhân loại chúng ta là anh em với nhau. Hãi hùng quá. Thượng Đế cho thấy mà tụi nó bị lôi hồn ra khỏi xác. Mấy đứa còn sống sót là thất kinh hồn vía. Đồng bào thắc mắc hỏi về vấn đề ba chuyện này chú Giống đã giải thích rồi. Phật giáo Việt Nam bây giờ là đang đi ngược lại 2.000 mấy mấy trăm năm
đang lần mò, đang quờ quạng u mê, chưa quyết định đi tìm Thượng Đế thì tu hành cái giống đất gì? Tụi bay mẹ đi ngược lại mẹ thời gian 2000 mấy trăm năm, cũng như là Phật giáo thế giới hiện nay y chang luôn. Tu là phải đi tìm Thượng Đế. Cậu em Phật Thích Ca đi tìm Thượng Đế đi, thì mới giải thoát. Mà tụi bay không đi tìm Thượng Đế, tụi bay tìm cái gì tao không biết. Tao không trả lời giùm cho tụi bay được. Mà tao trả lời cho tụi bay thì kể như là tụi bay giống như là kêu bằng tiếng sét đánh vô ốc vô tỷ tụi bay. Bây giờ tao không trả lời, mệt lắm. Trong khi đó thì biến lớn kinh hoàng sắp xảy ra. Đây đây là cái chỗ cái chùa Phật giáo mà tôn thờ Đức Mẹ. Tao đến đó tao cầu nguyện, tao xin xin Đức Mẹ cầu nguyện, xin Thượng Đế cho phép lại phước lành hiện trên mây để tao mẹ thông báo hướng dẫn nhân loại. Tụi bay thấy gì đâu? Thủy thần là nguyên cái ông rồng thần nước á, thần gió đó. Thấy nguyên ông rồng không? Màu trắng, thần khí oxygen của Thượng Đế sẽ vẫn đang vận chuyển làm việc khắp nơi quả địa cầu. Mà sắp tới đây nè là sẽ có lũ lụt kinh hoàng luôn để chỉnh đốn quả địa cầu lại. Phật giáo Việt Nam tụi bay có biết cái chuyện mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông không? Tức là vua Trần Nhân Tông á, mẹ lãnh đạo cùng ông bà tổ tiên thánh thần trăm họ Bách Việt chúng ta đánh tan quân Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13. Đó là tao đó, một trong những kiếp của tao. Đúng 700 năm sau Thượng Đế bảo tao thành lập Hội đồng Cứu Nguy Dân Tộc Việt Nam. Năm 1282 tao thành lập Hội nghị Bình Than. 2 năm sau đó 1284 tao thành lập Hội nghị Viên Hồng để cùng nhau dạy cho quân Mông Cổ để mà lấy tự do lại cho nhân loại. Đúng 700 năm sau 1982 sau khi khổ hạnh tu hành cập nhật hóa tình hình thế giới nhân loại, tao ước ao được gặp Thượng Đế để mà Thượng Đế xác nhận một lần nữa là Thượng Đế có thật, và Thượng Đế bảo tao làm gì còn mấy là đem tao về thiên đàng. Và tao đã tĩnh tâm cầu nguyện 2 năm 8 tháng thì mới được gặp Thượng Đế tỏ hiện ra một lần nữa ở kiếp này, và Ngài xác nhận Ngài là Thượng Đế toàn năng, Ngài xác nhận Ngài là Chúa Giêsu. Và liền ngay sau đó thì tao thành lập Hội đồng Cứu Nguy Dân Tộc Việt Nam. Tức là đúng 700 năm sau là cái số càn khôn, số 7 là số của ông trời á. 1284 tao thành lập Hội nghị Viên Hồng theo lệnh của Thượng Đế, của ông Thiên, của ông trời đó. Đúng 700 năm sau tao thành lập Hội đồng Cứu Nguy Dân Tộc Việt Nam. Tiền kiếp tao, một trong những tiền kiếp của tao, vua Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông cái gì đó, và giờ đây kỳ này tao trở lại đóng thêm một cái vai vô cùng quan trọng là đại diện Thượng Đế, đóng vai đạo trưởng thế giới Di Lặc Phật Vương
giải đạo, giải thoát cho nhân loại. Đạo Giêsu Maria Giuse, đạo thờ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, kêu gọi nhân loại sám hối thật lòng. Bởi vì tận thế đang đến, thế giới nhân loại sẽ chấm dứt. Mà tao nhắn nhủ, tao dạy dỗ tụi bay hà rầm bao nhiêu năm nay, mà tụi bay mấy thằng sư sãi, tụi em, mấy em sư ông, sư bà, tụi bay chưa có đứa nào chấp hành hết. Trong lúc tụi bay ngồi dựa cột, tụi bay nghe, tụi bay theo dõi chương trình bao nhiêu chục năm nay, mà tụi em chưa có đứa nào chấp hành. Tụi em chưa có đứa nào mở miệng nói là tụi em đi tu, tụi em tìm để được biết thiên thượng là ai, để tôn thờ thiên thượng, cũng như là Phật Thích Ca suốt cuộc đời đi tìm thiên thượng, để tôn thờ thiên thượng, để được thiên thượng giải thoát. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tụi bay tu cái gì mà tụi bay không đi tìm thiên thượng? Tụi bay tiếp tục lường gạt bá tánh làm sao? Bao nhiêu cái chùa lớn ở Việt Nam, tiền tụi bay gạt bá tánh để mà tụi bay lười biếng, để mà tụi bay hưởng thụ. Hầu hết tụi bay là ăn mặn sát sinh, hầu hết tụi bay là vợ con mẹ mấy đứa, rồi chưa kể tụi bay chơi gái gú thường xuyên nữa. Phật giáo Việt Nam, Phật học Việt Nam. Tao không hiểu tụi bay nó. Rồi mấy cái thằng lãnh đạo các tôn giáo khác cũng thế. Tụi bay tu hành cái gì? Tụi bay tu hành gì mà tụi bay chưa chấp hành sấm lệnh của Thượng Đế? Sấm lệnh trước đó tụi bay chấp hành nửa vời, huống chi sấm lệnh mới mà Thượng Đế bảo tao dạy dỗ chúng bay trước khi tận thế. Rốt cuộc là tụi bay cũng trớt quớt luôn, lãnh đạo của tất cả tôn giáo khắp nơi trên quả địa cầu. Hả? Phật tử và mấy em mà trụ trì các chùa chiền âm tự khắp nơi trên quả địa cầu, bát chánh đạo là gì? Thiên thượng là tôn thờ thiên thượng, Thượng Đế thì mới được giải thoát. Chưa hết, phải tôn trọng chúng sinh nữa. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Rõ ràng Phật Thích Ca nhắn nhủ tụi bay Phật tử phải nghe lời Di Lạc Phật Vương dạy bảo. Trong đây nè, có ghi rõ ràng nè, Phật tử khắp nơi trên quả địa cầu và tụi bay của bọn mà lãnh đạo ở các chùa chiền âm tự, tụi bay cần phải chấp hành trước. Mà đến nay tụi bay chưa chấp hành, thế thì tụi bay tu cái gì? Tụi bay đừng nói chuyện mà đạo giáo ở đây. Tụi bay mẹ chọc tao chửi tụi bay không à? Tao mệt rồi. Không phải là được nghe tao chửi là dễ đâu. Không, tao mệt rồi, tao không chửi tụi bay nữa. Bây giờ tụi bay không nghe lời tao là quỷ nó bắt tụi bay, nó kéo xuống quả ngục thế trời ơi chúng nó. Rõ ràng vậy thôi. Quỷ nó đốt tụi bay. Bỏ cái tật mẹ xảo trá lọc lừa, khinh thường Thượng Đế. Thiên thượng là Thượng Đế. Tụi bay bây giờ tụi bay không nghe lời tao dạy bảo là tụi bay sẽ bị nhốt đây nè. Mấy cái thằng mà lãnh đạo các chùa chiền am tự, mấy con lãnh đạo các chùa chiền am tự, còn Phật tử mà vẫn tiếp tục mà ù lì bê trễ, không nghe lời thánh giống Di Lạc Phật Vương dạy bảo, thì quỷ nó cũng bắt tụi em, nó kéo xuống quan ngục thế chỗ như chúng nó. Đó là nói riêng, còn nói chung tất cả nhân loại, các em đứa nào không nghe lời tao dạy bảo là quỷ nó bắt tụi bay, nó kéo xuống quan ngục thế chỗ như chúng nó. Nó hiện ra, nó hiện ra với tao, nó trình diện tao ở núi Tinh Tâm á.
tao quay video đàng hoàng mà bọn thế lực ngầm, bọn cường quốc nó theo dõi, nó coi bọn đoạn video nó sợ quá. Bởi vì bọn thế lực ngầm, bọn giàu có hống hách kiêu ngạo khắp nơi, nó yêu cầu tụi nó lãnh đạo bởi bọn quỷ sa tăng. Mà trùm bắt quỷ sa tăng là sư phụ của tụi nó, mẹ cái đám mà quyết định ăn năn sám hối, tụi nó trình diện tao thì đương nhiên là tụi nó phải nể tao chứ, đúng không? Cái đám mà quỷ sa tăng mà quyết định ăn năn sám hối, tụi nó trình diện tao ở núi Tịnh Tâm. Và tụi nó nói là nhân loại đứa nào mà không nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương dạy bảo chấp hành sấm định mới nhất của Cha Trời Thiên Thượng Giêsu là Thượng Đế Toàn Năng ban cho thì chúng nó được quyền lôi hồn những kẻ đó xuống qua ngục thế chỗ cho chúng nó. Trong đó là có nhắn nhủ cho Phật tử và những cái đứa lãnh đạo Phật Pháp cà chớn mất dạy của tụi bay. Phật Pháp có giống đất gì? Phật Pháp mà không đi tìm thờ Thiên Thượng là tụi bay mẹ tu xạo tu lường gạt. Tụi bay mẹ những thằng nào lãnh đạo, con nào lãnh đạo Phật Phật Pháp gì lên đây nói chuyện với tao. Từ thằng Đạt Lai Lạt Ma cho đến mấy cái đứa trụ trì khắp nơi, mẹ chùa chiền âm tự gì, Phật học, Phật thuyết gì ở ở Ấn Độ, ở Nhật Bản, ở Âu Châu gì đó, lên đây nói chuyện với tao. Mấy đứa lãnh đạo tôn giáo gì, này kia rồi các cái lên đây nói chuyện với tao. Tôn giáo khắp nơi qua đi cầu và tôn giáo ở Việt Nam này kia rồi các cái rồi Phật giáo Việt Nam lên đây nói chuyện với tao. Đây là Di Lặc Phật Vương đạo trưởng thế giới, nhận lệnh của Thượng Đế dạy dỗ nhân loại trước khi tận thế. Dạy đạo giải thoát. Đây không phải là công giáo, đây không phải Tin Lành. Đây không phải là cái gì đạo gì tụi bay mẹ. Đây là đạo giải thoát. Mà chính cha chúng ta là Đấng Toàn Năng hứa sẽ ban cho vào thời cuối trước khi tận thế. Vì thế mới có Hội đồng Lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại. Mẹ ta làm nhạc thiên làng, tắm rửa tụi bay mẹ bao nhiêu năm nay mà tụi bay mẹ vẫn còn dơ dái bẩn thỉu làm sao? Mấy em vừa phải thôi chứ, tụi bay mẹ quá đáng. Ở Việt Nam mà có bao nhiêu cái chùa, chùa nào chùa nấy chà bá, à, ăn chia với Đảng Cộng sản Việt Nam, ăn chia với Đảng Cộng sản Tàu Cộng. Mà nói đến thằng Tàu Cộng, mẹ mày tụi mày mà không nghe lời tao dạy bảo là kiểu như là Thượng Đế sẽ lôi hồn tụi bay ra khỏi xác. Cái đám thằng Tập Cận Bình mẹ đang sống nhăn răng nè. Cha trời đang làm việc ráo riết không ngừng nghỉ. Cách đây 30 bữa đó, ngài cho thần mặt trời đó, tỏ mẹ, hào quang xuống để mà diệt những cái loại siêu vi khuẩn mà độc hại bao trùm quả địa cầu do nhân loại chúng ta gây ra. Ở dưới lòng đất thì thổ thần làm việc ráo riết cùng thủy thần, rồi thần gió làm việc kinh hoàng nữa. Úi giời, bây giờ khắp nơi quả địa cầu lộn xộn lắm, thiên nhiên lộn xộn lắm, vậy mà còn chưa mà sẽ mở mắt ra làm sao? Hỏi tao gì cái thằng Minh Tuệ gì đó, thằng Minh Tuệ trong cái đám tụi bay đưa ra Đảng Cộng sản Việt Nam, cái bọn tôn giáo quốc danh á. Tụi bay mẹ cái chớn mà sao xạo là anh hùng chiến sĩ linh thiêng, mẹ lôi hồn tụi bay ra khỏi xác. Tao không có can ngăn được đó.
đại diện của tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong này, sẵn sàng xử tôi bấy đó. Và quỷ sa tăng nó sẵn sàng xử tôi luôn. Hình màu gốc đó, đây là đại diện của tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng nè. Bây thấy hai khuôn mặt không? Nhân loại các em có thấy không? Hai khuôn mặt đó. Cảnh cáo nhân loại đó. Mẹ đứa nào không thật sự sám hối là sẽ bị lôi hồn ra khỏi xác và sẽ bị quăng trở lại quán ngục để mà rèn luyện hồn vía xác vía lại. Chứ nó phải là chuyện đùa ở đây. Hình màu gốc đó. Tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong làm việc với tao từ đầu năm 2010 cho đến bây giờ, quý ngài di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, quý ngài có đầy quyền năng của Thượng Đế toàn năng ban cho để đồng hành với tao, để bảo vệ tao, cũng như là để bảo vệ những cái đứa nào mà chấp hành nghe lời tao hướng dẫn dạy bảo làm việc của cha trời Thượng Đế toàn năng một cách đàng hoàng. Quý ngài ra vô chỗ tụi bay đang cư ngụ á, các em nhân loại có biết không? Một lần nữa đây là hình trắng đen để mà ai mắt kém có thể nhìn. Còn đây là hình màu gốc. Thì bây giờ cái thằng Minh Tuệ là phải mà danh chính ngôn thuận tuyên bố là em bắt đầu đi tìm thiên thượng, đi tìm Thượng Đế để tôn thờ Thượng Đế trên hết mọi sự. Và em cần nghe lời Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương và Phật Thích Ca dạy dỗ từ văn phòng Hội đồng Lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại. Và cái bọn lãnh đạo Phật giáo ở Việt Nam tụi bay phải tuyên bố ráo riết như thế. Chẳng mấy là tụi bay sẽ bị nhốt ở lại quán ngục. Chờ ở đó mới bị đặt. Xấu xạo. Tụi bay phá tan nước Việt Nam hết trơn. Phật Thích Ca đang có mặt ở đây. Đọc đi. Bác chánh đạo đi, đọc đi, rồi mấy cái tôn giáo khác nữa, tất cả tôn giáo khắp nơi luôn có yêu cầu tụi bay phải nghe lời. Thượng Đế ra lệnh như vậy, quỷ sa tăng ra lệnh như vậy, tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng ra lệnh như thế, quyền thần thánh thần, quý thần thiên nhiên ra lệnh như thế. Tao đại diện cho Thượng Đế toàn năng dạy dỗ tụi bay. Tao đại diện cho Thánh Thần, tao đại diện cho quyền thần Thánh Thần, tao đại diện cho quý thần thiên nhiên. Tao đại diện cho tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu. Để tôi coi là lần lượt mà các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ trình diện tao. Bởi vì đứa nào mà không trình diện tao là quỷ nó sẽ bắt nó kéo xuống quan ngục và nó nhốt ở dưới thế chỗ cho chúng nó.
lãnh đạo của mỗi quốc gia mà không nhận lệnh, chấp hành lệnh của Thượng Đế thì làm sao mà lãnh đạo được. Bấy lâu nay tụi bay lãnh đạo những thú tham không đáy của tụi bay lãnh đạo những thói hư tật xấu của chúng bay, thói hư tật xấu mà tụi bay lãnh đạo mẹ những cái thói xấu mẹ tham lam dâm tặc của tụi bay lãnh đạo cái gì? Tao nói gì có đúng không? Rồi có một số ít đồng bào đó bị tụi bay lường gạt, mẹ cúng quải cho tụi bay nhiều đời nhiều kiếp, tới bây giờ vẫn bị tụi bay lường gạt. Rồi tới cái chuyện mà cái thằng Minh Tuệ đó, tụi bay dàn dựng đưa nó ra, tụi bay làm cản trở bằng đời sống an sinh xã hội, tốn xăng tốn thời giờ của đồng bào đeo theo chụp hình chụp huyết rồi bái lại cái thằng Minh Tuệ, rồi bao nhiêu đồ ăn dâng cho nó mẹ ăn không hết rồi hư bỏ đó. Mẹ nó trong cái đó tao là Di Lạc Phật Vương đạo trưởng thế giới phù động thương vương tái thế, nhận lệnh của Thượng Đế dạy dỗ nhân loại để nhân loại nhiều đứa được Thượng Đế cứu. Tao ăn ngày có hai bữa rồi mà tao quên ăn hoài, nhiều khi đói bụng mà không thời giờ làm đồ ăn nữa. Đây là cháo của tao chín rồi đó, cháo đậu xanh. Đây là tao chuẩn bị tao ăn cơm chiều hôm qua đó, tao có cháo đậu đen chứ, cháo đậu đen, có mấy viên thuốc bổ nữa. Trước đó là như cách đây khoảng 10 tiếng đồng hồ tao dùng một cái tô bánh canh của Nhật, nghe không, với đậu bắp rồi cả cái tô bánh canh cũng bự chà bá vậy đó. Bây giờ ta sắp sửa chín rồi, dạ như chín rồi đó, cháo đậu đen, nghe không, làm việc ngon lành. Còn tôi bay mẹ cao lương mỹ gì sau cái màn che đậy lường gạt quá tánh là tụi bay mẹ ăn đồ mặn sát sinh, vợ con thì mấy đứa nào cũng mấy vợ, đa số là vậy tụi bay, cái đám mà lãnh đạo Phật giáo, là chưa kể là chơi gái uống nữa, tiền của bá tánh đóng tụi bay lường gạt. Bởi vì tụi bay không bao giờ nhắc nhở đến thiên thượng. Bởi vì khi mà tụi bay nhắc nhở đến thiên thượng á, thiên thượng là cái ngôi thượng đế toàn năng. Khi mà tụi bay nhắc nhở đến ngôi thiên thượng đó, thì thiên điển của thượng đế sẽ bao trùm tụi bay và sẽ đuổi quỷ dữ, quỷ dâm tặc trong người tụi bay á. Thấy không? Tán loạn, bấn loạn trong bản thể tụi bay. Bởi vì tụi nó phải xuất ra. Khi mà tụi bay nhắc đến cái tên, cái danh xưng thiên thượng, thiên thượng là thượng đế toàn năng, thiên là thiên liêng, thượng là thượng đế toàn năng, đứng mà Phật Thích Ca tôn thờ, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Bởi vì tụi bay mấy thằng trọc như mấy con sư này kia rồi cái trụ trì các chùa chiền Nam Tự, tụi bay không bao giờ đề cập đến thiên thượng. Tụi bay không có nào dám mạnh miệng nói tôi tôn thờ thiên thượng như Phật Thích Ca tôn thờ thiên thượng. Tụi bay đâu có mạnh miệng tuyên bố danh chính ngôn thuận để cho đồng bào được biết. Từ cái lỗ miệng tụi bay nói ra, phát ra tôi tôn thờ thiên thượng như Phật Thích Ca tôn thờ thiên thượng, tụi bay đâu dám nói câu đó. Chưa là bởi vì tụi bay chưa thật sự sám hối, chưa ước ao buông bỏ những thói hư tật xấu, những tội ác của tụi bay. Tụi bay vẫn còn ham mê thích muốn hưởng thụ đủ thứ. Đó là lý do tại sao tụi bay chưa mạnh miệng tuyên bố là tôi
Tên gì? Tôi tôn thờ Thiên Thượng như Phật Thích Ca tôn thờ Thiên Thượng. Và tôi tên gì? Học theo lối học của Phật Thích Ca là tôn trọng chúng sinh. Duy ngã độc tôn, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đó là con đường duy nhất để được giải thoát. Trước tiên là phải tôn thờ Thiên Thượng. Thiên Thượng là Thượng Đế toàn năng. Tôi tên gì? Danh chính ngôn thuận ngày hôm nay tôi tuyên bố quyết định ăn năn sám hối, nghe và chấp hành. Sấm lệnh mới của Thượng Đế toàn năng ban cho. Từ văn phòng Hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại, do Di Lạc Phật Vương đại diện Thượng Đế toàn năng lãnh đạo, trong đó có Phật Thích Ca làm việc cùng Di Lạc Phật Vương để hỗ trợ, phụ trợ Di Lạc Phật Vương làm việc. Tôi tên gì đó? Chấp hành sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế toàn năng ban cho. Cùng lúc, tôi tên gì đó? Chấp hành bài học và thực thi bài học Bát Chánh Đạo, Thiên Thượng, Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn. Thì lúc đó tụi bay mới nói cái chuyện tu hành chứ. Tụi bay chưa có tu hành cái giống đách gì hết mà tụi bay mẹ ngồi chiếm trệ, tụi bay xưng tụi bay hòa thượng, thượng tọ, đại đức, đực đái. Cũng như mấy cái thằng mẹ linh mục là một cái thiên chức của Thượng Đế ban cho. Cái tước vị linh mục tuyệt vời mà tụi bay mà chưa chấp hành, cùng lúc tụi bay còn chiếm danh cha nữa, tụi bay tu hành cái gì? Nửa vời Thượng Đế nhả ra. Cũng như tụi bay mấy đứa tinh lành khinh khi Đức Mẹ, Thượng Đế nhả ra. Ở đây tao nói chung luôn, tất cả lãnh đạo tôn giáo, tụi bay mà không nghe lời tao hướng dẫn là tụi bay quỷ nó bắt tụi bay thì ráng chịu. Lúc đó đừng có trách móc gì tao hết. Mà cách đây 3-4 tiếng đồng hồ, Thượng Đế cho tao sức hồn thấy tụi bay bắt đầu bị lôi hồn ra khỏi xác. Vì cái tội mẹ không chấp hành sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế toàn năng ban cho. Bao nhiêu cái chùa lớn tụi bay mẹ ăn cướp ăn giật, gạt gẫm người dân tụi bay xây để mà tụi bay làm cơ sở thương mại, rồi bây giờ tụi bay bể mánh, bây giờ tụi bay đưa cái thằng nặng ra, cái thằng Minh Tuệ để mà gỡ gạt lại. Tụi bay làm mới làm như là ông trời không có mắt vậy. Tụi bay làm như Phật Thích Ca không có mắt vậy. Mẹ Phật Thích Ca mẹ làm việc với tao toàn thời gian từ ngày 5 tháng 5 năm 2021 dương lịch, trong đây có ghi rõ đó. Để tao chuyển qua màu hồng đẹp không? Phật Thích Ca đang có mặt ở đây. Tại vì tụi bay mẹ xạo, tụi bay ngu, mẹ mắt cái hồn quý tụi bay lọt trồng, tụi bay nhìn không thấy. Đây là hình màu gốc nè. Chuyển qua màu hồng đẹp không? Đàn em tao đó, tao là Di Lạc Phật Vương. Tao đại diện Thượng Đế toàn năng, tao đại diện Chúa Thánh Thần, tao đại diện tất cả quý thần thiên nhiên, tao đại diện tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu để làm việc. Quý em nhân loại, mẹ đừng có bướng bỉnh, mẹ đừng có cứng đầu nữa. Để nhạc thiên đàng tắm tụi bay. Chương trình chúng ta hiện tại bây giờ có nhiều trăm ngàn người theo dõi trực tiếp. Bọn thế giới ngầm nó xin phép kéo 4 hằng số xuống. Lý do tại sao tao nói rồi, không cần phải lặp lại nữa. Thank you.
Chú giống hỏi quý em nhân loại nè, bây giờ là nhân loại sống thôi mà hít thở khí độc tùm lum tà la hết, bởi vì do chính con người chúng ta gây ra. Rồi cách đây không lâu nữa nó dàn dựng siêu quy khuẩn, rồi sau đó rồi nó gạt gẫm, nó ép chích ngừa tầm bậy tầm bạ. Bây giờ trong người nhân loại, hơn phân nửa nhân loại đang bị bệnh nặng. Bây giờ nó bùng phát, ngạt mạch máu, não thì bị bấn loạn, bị hư não, hư mạch máu. Mà giờ đây đó, không nghe lời Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu dạy bảo, copy hình ảnh của Ngài, cầu nguyện với Ngài trước khi ăn, trước khi uống, xin Ngài thanh lọc bản thể mình. Bản thể mình ai đã chích ngừa là bao nhiêu căn bệnh đang ở trong người, đang ngấm ngầm bùng phát. Đó là chưa kể những đồ ăn độc, những khí độc mà nhân loại chúng ta, cái bọn và đầu cơ tích trữ nó gây ra đó. Bây giờ nó bao trùm quả địa cầu. Bây giờ nhân loại mang đủ thứ bệnh hết. Nhân loại cần thanh lọc bản thể. Mà đây là cái cách thanh lọc bản thể tốt nhất mà nhân loại không nghe lời, chưa chịu nghe lời. Chờ đến lúc biến thiên ầm đùng kinh hoàng khủng khiếp, khốc liệt, lúc đó xúc tay gãi gọng hoặc là chết. Chết thì khỏi nói rồi, lúc đó là hối hận đã muộn rồi. Nhưng mà hoặc là chờ đến lúc mà biến thiên đến rồi, lúc đó xúc tay gãy gọng, lúc đó mới kêu trời. Có ngu thì ngu gì vừa thôi. Tụi bay mấy đứa mà ngăn cản nha, ngăn cản cái việc mà tao phân khoát hồng ân giải thoát của Thượng Đế đến cho người khác đó, là tụi bay sẽ bị nhốt ở quả ngục hàng triệu năm. Nhớ dịch sát nghĩa nha, dịch nhiều thứ tiếng sát nghĩa nha. Cũng phải ngăn cản đi rồi biết.
Để chữ tiếng Anh nữa để cho tụi nó cho quý em nhân loại nên tôi để hình đó. Ok rồi, đây là cái này là hình, cái này là màu gốc nè, chính giữa. Copy cho được hình ảnh của Thượng Đế cầu nguyện với Ngài, nghe lời Ngài dạy bảo từ Hội đồng Cứu Việt Nam và nhân loại. Thấy chưa? Phật tử thì có copy thêm hình ảnh Phật Thích Ca, không? Cậu em Phật Thích Ca đang có mặt ở đây mà. Làm việc với tao còn thời gian từ tháng 5 năm 2021 dương lịch, chứ đâu phải là mới đây. Giờ này Phật tử các em mà không nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương dạy bảo thì quỷ nó bắt tụi em thì đáng chịu. Tụi bay để cho mấy mấy thằng trọc, mấy 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 thằng mấy con siêu ông siêu bà đó, không? Cái bọn dâm tặc đó, nó bắt tụi bay thì tụi bay ráng chịu chứ. Phật tử các em có nghe không? Giờ đây mà còn đi theo mấy thằng siêu ông siêu bà, giờ đây mà đi theo Minh Tuệ, mấy cái thằng Minh Tuệ với cái tụi mà siêu ông siêu bà, mẹ Phật giáo Phật pháp gì tụi bay ấy, khắp nơi không có được cầu, tụi bay đang bị quỷ bắt. Mày tu cái gì? Phật tử copy thêm hình ảnh Phật Thích Ca đẹp không? Và cái việc quan trọng nhất là copy cho được hình ảnh của Thượng Đế đứng mà Phật Thích Ca tôn thờ. Hình ảnh Thượng Đế có phước lành đi chung. Còn Phật Thích Ca thì nhắn nhủ nhắc nhở cho Phật tử phải nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương dạy bảo, chấp hành sấm định mới nhất của Cha Trời Thiên Thượng Giêsu là Thượng Đế toàn năng ban cho. Hình màu gốc ra. Nhân loại cần phải chấp hành bát chánh đạo. Quan trọng hơn nữa là phải nghe lời chấp hành sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thiên Thượng toàn năng ban cho từ Hội đồng Lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại do Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương đại diện Cha Trời Thiên Thượng dạy bảo. Cha Trời Thiên Thượng Ngài chính là Chúa Giêsu. Các em các cháu nhân loại đứa nào cần phản biện gì lên đây nói chuyện đâu vậy đó. Chúng ta sẽ đưa lên ánh sáng để nhận diện những cái gút mắt, những cái u mê, những cái tối tăm, những cái mà bế tắc trở thành thông suốt để rộng đường dư luận cho nhân loại cùng nhau học hỏi chấp hành sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế toàn năng ban cho. Nói theo ngôn ngữ mà Việt Cộng nói là đả thông tư tưởng, đả thông tư tưởng, đả thông tư tưởng mà xuống xuống lên đả thông tư tưởng. Đó là để giải quyết những cái ngu đó, nghe không? Đả thông tư tưởng hay quá mẹ, mấy mấy thằng Việt Cộng tụi bay đẩy đưa đất nước Việt Nam mình thụt lùi 100 năm. Mấy thằng Việt Cộng tụi bay đẩy đưa đất nước Việt Nam, nhân loại Việt Nam thụt lùi một thế kỷ. Giờ đây tụi bay không nghe lời Thánh Gióng Di Lặc Phật Vương dạy bảo thì tụi bay mẹ sẽ bị nhốt trở lại ở quán ngục hàng triệu năm. Mấy thằng Cộng sản Việt Nam tụi bay có nghe không? Mấy thằng Cộng sản, hậu Cộng sản Nga Xô này kia rồi cái Cộng sản Bắc Hàn rồi cái. Và tụi bay cái bọn thế giới tự do, lãnh đạo và cái bọn thế lực ngầm và cái bọn lãnh đạo tôn giáo tụi bay có nghe không? Là quyền tự do của tụi bay. Thượng Đế cho chúng ta quyền tự do chọn lựa. Thượng Đế không có độc tài. Tụi bay nhìn con mắt tao, tụi bay biết đây là chuyện thiệt, chứ không phải chuyện giỡn, chuyện đùa. Đây không phải là giỡn nhá.
Đây mà giả mạo dởm là chết mẹ với tụi bay lâu rồi, đúng không? Mẹ cháu tao mà chín mà tao không bao giờ ăn nữa kìa. Chán tụi bay quá. Ù lì bê trễ. Có bấy nhiêu thôi mà mấy hổng rày cứ hỏi hoài gì vấn đề mà Phật pháp rồi minh tệ này cái đó cái nó trong cái đám quốc 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 danh của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra đâu có cái gì nữa. Mày đặt bây giờ mày đặt phủ nhận rồi cái mẹ tụi bay liệu mà vũ hồn đó quỷ nó bắt tụi bay nó kéo xuống quả ngục đó. Bất cứ lúc nào đó chợ đó mày đặt mày biện luận này kia rồi mày chạy tội rồi cái Thượng Đế ngài rộng lượng, cha chúng ta rộng lượng lắm, đứa nào thật sự sám hối ngài tha lỗi, chẳng những vậy mà ngài còn tạo cơ hội cho lập công chuộc tội, lập công bồi đức. Theo dõi cái phần này nè để biết Di Lặc Phật Vương là ai, đang ở đâu.